Hello, Alasi chào tất cả mọi người nha. Đây, Alasi đã phát hiện ra con kỳ nhông khủng này rồi. Đó, Alasi tiếp cận để quay cho mọi người xem nha. Rồi. Kỳ nhông này nó trốn Alasi rồi. Làm sao mọi người? Rồi. Chúng nó trèo lên đây nha mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy cái chân không? Đó. Chị ăn đợt trên này rồi. Bye bye, nhanh quá mà.